Cả nhà nha, để di chuyển cả nhà đến sân vườn dừa nha, sân mới ở bên kia đường á, là từ ủy ban dân xã Thanh Tiền lên 3,5 km. Cua này người ta gọi là cua vườn dâu, thấy không? Cua vườn dâu, mấy anh em đi hết cua vườn dâu là tới ngã rẽ rồi quay lại là thấy liền một cái nhà xưởng ở đây, là trong đây là sân bóng chuyền. Còn hướng mà ở bên đây đường á, hướng mà ở bên đây đường á, là mình từ ủy ban nhân dân xã Thanh An, ủy ban nhân dân xã Thanh An chạy xuống đây là cũng tới ngay cái cua đầu cua vườn dâu. Mình từ cua vườn dâu tới đây chắc chừng 50 m anh em, đó là anh em tới ha. Sân nằm trên đường DT744 luôn, khá là dễ. Nếu mà đi từ thị trấn Dầu Tiếng á, thị trấn Dầu Tiếng mà xuống đây thì tầm 4,5 cây. Còn nếu mà trừ ủy ban nhân dân xã Thanh Tuyền mà lên tới đây là 3,5 cây. Rất là gần sân bến tranh cũ nha. Đây là sân vườn dừa của Tâm Nguyễn. Mấy anh em có thắc mắc gì á thì có thể nhắn Facebook cho Tâm Nguyễn hoặc là Duy thầy Duy Vlog, các bạn Zalo 0336010183 thì Duy gửi vị trí cho cả nhà xem, cả nhà sẽ tới được thôi, cũng khá là dễ. Cả nhà chỉ cần nhớ là cua vườn dâu, cua vườn dâu, sân nằm ở đầu luôn, ở đầu ấp Bến Chùa, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Sân vườn dừa, khi mấy anh em vào sân là mấy anh em sẽ có dừa. Đây dừa nhiều lắm cả nhà, dừa xanh có nè, dừa dừa đỏ, dừa dứa, dừa dâu gì đó có, rất là ngọt luôn. Khế ha, cây khế khá to. Đấy, đây là một cái nhà kho, hình như là làm gỗ á, gì để thấy vậy. Rồi mấy anh em vô chơi thôi. Có gì có thể nhắn tin Messenger cho Di, nhắn tin Zalo cho Di, hoặc là mấy anh em nào biết Tâm Nguyễn thì nhắn tin ha. Đây sân đây. Đó, sân. Chỉ có cái là nó ở trong nhà kho lên là nó hơi nóng. Di mới nói Tâm rồi chứ đầu tư mới một ít quạt để cho mấy anh em ngồi ngoài có thể mát tí xíu, nhưng mà gió dữ lắm anh em. Ở đây thì dừa, Tâm bán dừa nha cả nhà, trái 10.000, mà nãy giờ dừa cũng chưa hết trái nè. Rồi vậy ha cả nhà ha, mong cả nhà đến ủng hộ. Mọi chi tiết thì liên hệ Tâm Nguyễn hoặc là thầy Di Vlog qua số Zalo 0336010183. Đây là lý do tại sao mà gọi là sân vườn dừa nha anh em. Phía sau sân là dừa. Đây. Sân ở trên đó đó. Ở dưới sân là dừa. Có cái chòi đó để quay giải đó. Khá ok. Đó, dừa. Nói chung là trái cây đầy đủ. Đặc sản là dừa nha. Vì vậy nên mới gọi là sân vườn dừa nha. Đi theo mấy em này ra coi có sầu riêng không nha. Nó đi thăm sầu riêng. Măng cục. Cũng chôm luôn. Đất khá rộng cả nhà. Nhà thấy vị dừa không? Cái dừa trái kìa. Khủng khiếp. Khiếp không? Hy vọng là có trái sầu riêng nào đó chín ha. Vườn rộng lắm. Sầu riêng nha cả nhà. Chưa chín nè. Không có may mắn cho cày trò rồi. Không chín nè. Vườn khá là rộng cả nhà. Dừa nè, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. Mà hôm nay không có trái nào chín hết nè. Đi lên thôi.